Tuần TV MC Cuộc Sống xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của mình hôm nay. Thì hôm nay là thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2020. Đó thì sáng hôm nay công việc là mình đi giao một con đực giống Dromator về Diêu Trì Tuy Phước thuộc Quy Nhơn. Thì xuống ngay khu công nghiệp Nhân Hòa đây, mình có mua một con nghĩ ba bê này và một con nghĩ đực. Đó, một con bò đực, nghĩ hay bò he. Thôi gọi là nghĩ đi vì nó chưa bứt răng các bạn. Đó, nhưng mà nó to như cái con bò ấy. Thì bây giờ mình quay chi tiết hình ảnh của hai con này cũng như là công khai báo giá cho các bạn ai quan tâm. Nếu mà thuận tiện trên cái chuyến tuyến đường của mình mà vận chuyến á thì mình sẽ chuyển bò cho các bạn luôn. Còn nếu mà không thuận tiện thì mình vận chuyển bò về nhà. Đó thì giá công khai mà mình mua một con ba bê này với là cái con đực đó là giá công khai là 52 triệu. Đó, và khi mình bán ra thì tất nhiên là vẫn như vậy, nhưng mà khi mình vận chuyển về nhà rồi á thì mình bán, nếu mà mua trên đường thì con nam chị mà vận chuyển về nhà thì tính thêm cước vận chuyển khi mà từ nhà mình đến nhà các bạn. Đó, cách mua bán của mình là như vậy. Rồi các bạn cùng theo dõi hai con bê này nhé. Đó. Rồi trước khi vào nội dung chính của video thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ một video nào của mình hết. Đó, con mẹ của nó thì đứng ngoài xa kia, miệng ba bê này. Đó, dèm mình dài, chân trụ to. Đó, mông đuôi đây. Con này thì mới có 6 tháng các bạn. Theo chủ nhà chia sẻ mới 6 tháng này, vì là cái lông tơ của nó, lông vàng nó bứt chưa hết. Đó. Đuôi thì ngắn. Đó, bê như thế này. Đó thì một con này với lại một con đực trong kia. Thì mình tính con này 22 triệu và con đực 30, đó. Thì 52 triệu cả hai con và mình quay chi tiết tổng hành cả hai con này cho các bạn xem. Đi lại vô Mỹ, đi lại vô Mỹ, anh quay cho các quý vị anh chị và các bạn quan tâm tham khảo nó rõ. Ở các bạn đi 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 đó, con đây mẹ đây các bạn. Mẹ này thì đã phối này được gần 3 tháng đó, mẹ để lại nuôi, còn bán con bê thôi các bạn. Vẫn còn bú xen xen, nhưng mà bê của này thì anh uống rất là mạnh rồi. Đó, hiền lắm các bạn. Dạng thấy lạ, thấy lạ không do rồ, do nãy giờ rồ bình thường, do cầm máy quay cứ vua vua đó. Đó các bạn, nhìn thấy con bê đẹp không? Rất là đẹp. Đó, ai quan tâm về giống ba bê thì liên hệ. Con này thì chia sẻ với các bạn là nó không bông không hoa hết, đen một màu rồi, một màu đen như vậy. Lông tơ thì bây giờ đang bứt cái lông tơ màu vàng vàng này, thường thường đi ra là có cái lông tơ này nó bứt gần hết rồi. Khúc trên này thì đen láng rồi, còn khúc dưới thì vẫn còn vàng vàng, chân cánh dậu giết đó, u yếm, đầu cổ. Đó. Mông đuôi. Đó các bạn. Khá là to, 6 tháng nhưng mà khá là to. Rồi, thì bây giờ mình vào mình quay luôn cái con đực kia nữa cho các bạn nào tham khảo. Đó. Rồi chủ nhà rồi, đó đẹp trai. Nhưng mà mình mua rồi mình giờ mình đi giao một bộ giống, mình giao tiền chứ mà mình gỡ đôi chiều và mình mới ghé vào mình chớ lên, chứ còn bây giờ thì mình chưa chớ nhé các bạn. Rồi đi vào quay con đực nữa cho các bạn xem. Quay sơ sơ tranh thủ đi, do ông chú ở dưới kia ông còn
Hối ông chờ lấy được cái con bò được giống. À, được giống thì về chưa kịp làm video công khai các bạn, nhưng mà ông chú ông dặn rồi giờ phải chuyến cho ông. Đây. Giờ con đực này. Đó. Giờ mình tính cái con đực này là 30 triệu rồi. Đó. Khi mà chở về nhà nó như vậy. Đó, có chủ nhà rồi. Đó. Chú thì ông chuyên mua băng rôm, thì hồi sáng ông đi Bình Định, mình thì chú ông điện mình thì cũng khá là lâu rồi, ông theo dõi kênh của mình cũng rất là nhiều và rất là mến mình đó. Thì sáng nay xuống nhà có ba con thì bán hai con như thế này, chú công việc nhiều nên là chăm sóc không được, để lại cho mình hai con, còn một con kia nó đang mang thai đó thì chú ông để lại ông nuôi nó sinh sáng. Nhà thì mua băng rôm nhưng mà công việc nhiều lắm các bạn, làm đủ chuyện hết. Đó, thì bán cho mình hai con như thế này đó, ai quan tâm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại phía bên phải màn hình đó, rồi đến xem bò thực tế khi mà mình chở bò về nhà đó như vậy. Rồi thì cũng tranh thủ đi đó, quay sơ sơ như vậy, hiền dạng này các bạn. Bò này hiền dạng, bò này chú ông so mũi, ông so mũi rồi nhưng mà nó đeo mũi chú không thấy tội nên ông tháo ra ông khốp dàm miệng lại, dàm dù lại đó. Thì bạn nào muốn về mà xó lại thì xó, còn xó đến như thế này cho nên uống dễ. Bò của mình đặc biệt khi mà mình về tới nhà của mình mà ai xó mũi là mình bứt hết đó, thấy thấy nó rất là khó chịu con bò đó. Con này thì chân cánh to, dái rồi cũng đều, mình thì dài nhưng mà chia sẻ với các bạn là chú ông chăm sóc kém không có thời gian nên là ốm lắm đó, nói chung là hơi ốm gỗ bò lắm đó các bạn, hiền lắm. Rồi nó như vậy, ai quan tâm thì liên hệ đến số điện thoại của mình đó. Rồi bây giờ cháu quay sơ sơ như vậy rồi cháu cũng xin phép đi gái, còn có gì chiều cháu lên cháu chớ và nhân chú à, đi. Rồi các bạn thì mình giao được cái con bò được giống rồi, thì trên đường đi xuống thì bác cũng được một con ba bê và một con đực lỡ đó các bạn. Thì đực lỡ và con ba bê thì nói chung là đực lỡ này anh gọi là đực lỡ nhưng mà khung tàng nó là chúng giống bòi luôn đó. Thì xuống này bắt tiếp một con đực này nữa đó, công khai tại nhà luôn để cho quý vị anh chị và các bạn tham khảo, với con này 18 triệu chỉnh đó. Rồi bây giờ mình tiện đường thì cứ ai tiện đường thì mình giao, không tiện đường thì mình về mình làm video công khai báo giá. Mà bây giờ hiện tại là 2 giờ chiều rồi, có thể là mình làm video nó không kịp nên là mình quay chi tiết cứ còn ở tại nhà chú rồi mình quay, vì là người ta cũng theo dõi kênh, người ta hâm mộ nên là mình cứ mua tới đâu và quay video báo giá tới đó để cho quý vị anh chị và các bạn tham khảo, có chủ nhà luôn để cho nó được tiện đó. 18 triệu như thế này được không bộ béo rồi. Ê, thì anh em chạy đâu rồi anh em mình tranh thủ giờ lên xe con nghi được ở trước đó, rồi dọc đường nào bán còn mấy con nghi cái nữa các bạn, mua có được thì lên xe luôn, còn không được thì mình lên xe con đực này với lại một cặp mình mua hồi sáng đó. Đi thôi. Đù. Chân cánh to cao dài. Ngon. Đi. Rồi các bạn. Thì lên xe được cái con đực đầu tiên rồi đây. Ê ê ê ê ê. Đi. Vô coi. Xe vô. Đó. Thì được con. Chạy thẳng luôn á. Chạy thẳng xuống chùa vàng luôn anh. Ờ cứ đó chị còn cũng có gì chờ luôn. Rồi rồi rồi. Đó bạn, thì mua được con đây rồi, có ông cậu ông dẫn đi chỉ mua thêm hai con nghĩ cái nữa đó, thì người ta cũng trả có giá rồi, mình vào mình xuống chắc mình bắt được ạ. Thì tổng thể nếu mua được hai con nghĩ cái nữa là ngày nay mình mua được 5 con đó, thì ba được và hai nghĩ cái rồi. Để vào xem thứ cặp nghĩ ông chú ông nuôi bán 50 triệu này các bạn đó, thì dòng này là dòng anh Wood đó. Con này thì chia sẻ với các bạn, mình không biết là anh Wood hay Drew Master nhưng mà mình nó rất dài, cổ thì đưa hết cỡ luôn các bạn đó, chân cánh thì to, mình thì dài, cổ thì đưa hết cỡ, nhưng mà nhìn cái dòng này giống Drew Master hơn. Còn con này thì con anh Wood chuẩn rồi đó, thì hai con như thế này đòi 50 triệu các bạn mình nghĩ chắc người ta trả có giá rồi, mình xuống mình bắt được hai con này 50 triệu sẽ mua chú chết đó bạn. Bơ thì đẹp thật nhưng mà 50 triệu hai con như thế này chắc không mua nấu đâu, chú không cứ tính nghi đực cũng như nghi cái thôi, nghi cái như nghi đực vậy thôi chết.
đó, để trả giá rồi thử sau. Rồi các bạn, thì vào nhà của ông chú ơi, mình mua được một kẹp nghĩa pháp cột ra nữa đó. Dòng này là dòng Anh Quốc, con này thì rèn rẹt hơn đó. Thì một kẹp như thế này, con này tính 23, con kia tính 21, 44 triệu đây đó. Ai quan tâm thì liên hệ ghép phái, số điện thoại ghép phái màn hình đó. Thì bây giờ mình cũng tranh thủ lên bò rồi, chắc là trời nó cũng tối nên là mình không quay được nữa, chỉ có quay được hình ảnh của hai con bơ này đó. Bây giờ mình lên mình chắc một con, chắc kẹp này và một kẹp một con ba bơ với một con đực nữa, là tranh thủ mình về đó. Mình quay bò đứng trong chuồng, giờ mình lừa ra rồi mình vét vét các bạn. Đây quay cho nó rõ ra đó. Đó, con này thì cố đơ, con này thì Anh Quốc đó, còn con kia thì Anh Quốc cột. Nói chung là mèo dòng Anh Quốc nhưng mà nó có hai mèo chính, là một mèo đó mặt đậm và một mèo rèn cột. Con này mèo đó mặt đậm này, con kia thì rèn cột đó đậm nhưng mà rèn thêm rèn cột. Con này thì cấp mình dài hơn đó, con kia thì cấp mình hơi ngắn hơn xíu, nhưng mà con kia thì cái đầu nó rẹt hơn đó các bạn. Hai con thì mặt mũi và đầu như nhau, nào nó như nhau hết. Đây quay các bạn xem đầu này đó. Rồi đánh thú ra chiếc bò đi về không tối đó. Hai con này 21, con kia là 23 triệu 44 triệu cả kẹp. Ai quan tâm thì liên hệ. Rồi đồ quay lúc đó thì đây rồi, thì chia sẻ với các bạn là mình mua một con ý ba bê với một con đực của ông chú ra là ông muốn lên video đó. Có rất nhiều người là không thích lên đó, thì bây giờ muốn lên. Mà nãy giờ thật sự có hai anh em mình nè, nó là lên bò. Ông ơi, sao cái cánh lên bò vậy mà không quay video cho tao bữa lên chứ? Nhiều người mà bữa nay có kêu có hai anh em, bữa nay tôi quay, tôi coi từ gái, từ chiếu lên xin đồ, mấy ngày kia cũng quay mà bữa nay. Dạ, fan hâm mộ, thao tiền đây, đếm tiền. Rồi, 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 các bạn, thì chia sẻ với các bạn thì bây giờ trời cũng tối rồi, mình tranh thủ mình chở mấy con bò về. Đó thì giá cá cũng công khai như vậy, các bạn cứ theo dõi kênh, ai quan tâm thì liên hệ. Đó, chú cho chú lên xéo một chút rồi thôi, bye mọi người đi. Bye đi, bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Đó. Rồi các bạn, thì tiền bạc nhận xem rồi đấy. Giờ xin phép cô chú chéo lên chứ không tối. Rồi, hẹn gặp lại ạ. À. Có ai mà bán bò đồ giới thiệu cho mua nha. Dạ. Bán còn ba bữa nhưng mà lớn hơn. Dạ. Bán là cho mua. Ông có ông. Dạ. Con buôn rồi chú cứ gọi chéo giả là mua phát một liền.